có hai cái đầu gối nó đau, bị thần kinh tọa rồi, cũng như là bệnh già mà đến đây là có bấm huyệt rồi đầy nọ, rồi làm này làm kia chứ nó cũng bớt, nó bớt uống thuốc rồi thấy tốt chứ. Bữa nào cũng tập nó rề mà có tập về nó khỏe trong người. Tôi bị đau cột sống với lại hai khớp gối, đi, đứng rửa chén chút xíu là nó đau rồi, không có ít có đi đâu được hết á. Thì từ ngày tập đến đây được 5 tháng thì cũng có đi chợ được, ngồi xuống được, rồi đứng lên được. Chứ mỗi lần cứ bò rồi mới đứng lên. Cái ngày tôi biết ở đây là tôi vừa bị tai biến, mình nằm trên giường 3 tháng ròng rã không có xuống giường. Rồi nói chung là vô cũng chăm cứu, rồi ra đi tập, rồi tôi mới khỏe được từ từ. Tính năm nay cũng trên 10 năm rồi. Nói đúng là tôi khỏe được cũng nhờ ở đây, đến đây cũng như là máy ấm thứ hai của tôi vậy. Thời gian trước tôi đi đau, đi đau thần kinh tọa mà liệt luôn đó, 1 năm liệt 3 lần. Cái phòng khám từ ngày thành lập bây giờ được 20 năm rồi, hoàn toàn là miễn phí. Vì những người nghèo đã không có điều kiện để đi đến các bệnh viện, mà bệnh viện rất là đông, thì ở phòng khám này thì bên mình sẽ hỗ trợ cho họ và sức khỏe. Không phải riêng nhân dân của quận cũng nhận đâu, mà ở quận khác và tỉnh khác đều đến đây hết. Bệnh nhân tới đây thì mỗi người có một bệnh thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, đầu gối và thần kinh về tai biến. Bệnh thì mình sẽ trực tiếp để điều trị họ. Còn những người mà về tay chân đấy thì sẽ hướng dẫn họ từng động tác một để họ tự tập để nó phục hồi dần dần. Tôi công tác ở đây được 20 năm, từ 7h30 cho đến 10 giờ. Thứ hai cho đến thứ 6, mỗi sáng mình làm bỏ đi mấy tiếng. Đó, 7h30 mình vô là 10 giờ mình nghỉ rồi. Mình giúp cho mấy bệnh nhân ở trong này. Mỗi buổi sáng tôi đến đây là ngồi xe là 45 phút. Ngồi đến đây rồi tập tới 9 giờ là tôi về, là cũng phải ngồi xe 45 phút luôn. Ngày nào cũng phải đi, chứ không có bỏ. Đi đến đây là nó vui nè, có mấy bà ở đây nè. Bữa nào không đi rất là buồn, nhớ mấy bạn ở đây. Ở đây coi như là một nhà vậy đó. Ai tới mà thí dụ tập mà bệnh này ai bị lười biếng lắm, mà tôi cũng động viên cố gắng, y như tôi hồi đó cũng bị như vậy. Ta nói nghèo tiền nghèo bạc, ý chí không được nghèo phải ráng vươn lên, mình phải tự cứu mình, người ta trợ giúp vậy là giỏi rồi, mình phải cứu lấy mình chứ. Làm không công mà không lương mà cũng nhiệt tình lắm, cũng muốn là có hoài. Mấy người lớn tuổi đến tập cho nó khỏe. Tôi cũng rất là cảm ơn ở trung tâm này mở ra cái này rất là hay. Có gì để giúp đỡ cho những người mà đau yếu bệnh tật như chúng tôi không có tiền để mà chữa được, có cái trung tâm về rất là mừng. Khi bệnh nhân được khỏi bệnh đến đây điều trị là bệnh nhân đều khỏi được hết, thì đó là niềm vui lớn nhất cho bọn mình. Nên phải vẫn thường nói bệnh nhân là ở đây là trung tâm mua đau, nên ai đây có đau thì bán để hết. Khi bước chân ra khỏi đây thì mọi người đều nhẹ nhàng. Thấy bệnh nhân mình đi đứng được, bẻ lại này kia nọ thì mình thấy rất là vui. Nên cái công việc của mình không có nghĩ là mệt mỏi này kia nọ. Tôi làm ở đây là như vậy. Bệnh nhân mình coi như là người nhà, cứ tới là mình làm cho người ta mau chóng hồi phục. Không có khả năng vẫn tới được, không có phải có khả năng để mình tới đây, không có. Tôi muốn là bệnh nhân nào biết được ở đây cứ tới đây. Đó, đây phòng khám này lúc nào cũng chào đón các bệnh nhân.